sao Vũ Nhôm kêu anh. Được Trần Phương Bình cho vay 200 tỷ đồng để mua cổ phần, Vũ Nhôm cho rằng đó là tiền túi của Bình nên kêu anh. Sáng ngày 28 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, và Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Đông Á Banh DAB cùng 24 bị cáo liên quan với phần công bố cáo trạng. Trước đó, trong phần kiểm tra căn cước ngày hôm qua, khi hội đồng xét xử yêu cầu khai báo về nhân thân, bất ngờ Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm nói, trong vụ án này bị cáo bị oan ạ. Không chỉ tại tòa, tại cơ quan điều tra, Vũ Nhôm cũng kêu oan. Theo đó, năm 2013, DAB thua lỗ kéo dài, thiếu hụt tiền mặt vàng số lượng lớn trong kho quỹ. Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Vũ Nhôm đã bàn bạc và thống nhất Vũ Nhôm mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng. Khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối tại DAB. Sau đó, Vũ Nhôm thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 600 tỷ đồng của DAB. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ, Bình chỉ chấp nhận cho Vũ vay tối đa 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ nhờ Bình giúp đỡ. Trần Phương Bình liền chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ khống cho Vũ Nhôm. Tuy nhiên, DAB không thể tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng, nên ngày 8 tháng 4 năm 2014, bị cáo Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79 do Vũ Nhôm làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nhận hơn 600 tỷ đồng cả gốc và lãi từ DAB, Vũ Nhôm chỉ nộp lại cho DAB 400 tỷ. Sau đó, Bình và Vũ đã thống nhất Bình bán 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Bán cổ phần xong, Bình yêu cầu Vũ trả lại 200 tỷ đồng. Vũ hứa sẽ bán đất ở Đà Nẵng để trả nợ cho Bình, nhưng đến nay Vũ vẫn chưa trả. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Đức Vinh, nguyên trưởng phòng ngân quỹ hội sở DAB thừa nhận làm theo chỉ đạo của Bình và khẳng định Vũ tự viết và ký chứng từ số 10.0112 nộp khống 200 tỷ đồng có mặt Vinh và Bình. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai bị cáo và Bình dự kiến cùng hợp tác đầu tư 60 triệu cổ phần DAB khi DAB tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Nguồn tiền mua cổ phần 400 tỷ đồng, Vũ thế chấp 220 lô đất, vay DAB 400 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng Vũ ký chứng từ không nộp tiền và Vũ cho rằng 200 tỷ đồng này là tiền của Trần Phương Bình. Liên quan đến số tiền hơn 600 tỷ mà DAB chuyển tài khoản cho công ty Bắc Nam 79, Vũ đã sử dụng 600 tỷ đồng để công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu với giá 500 tỷ đồng, còn lại 100 tỷ đồng và số tiền lãi Vũ sử dụng cho hoạt động của công ty. Theo Vũ nghĩ, đây là tiền túi của Bình cho vay cá nhân, chứ không biết là tiền của DAB. Nay biết là tiền của DAB nên Vũ có trách nhiệm trả lại số tiền này để hoàn trả cho DAB. Tuy nhiên, kết luận giám định chữ ký và chữ viết của Phan Văn Anh Vũ của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an thể hiện chữ ký và chữ viết Phan Văn Anh Vũ tại chứng từ nộp tiền khống 200 tỷ và chữ ký và chữ viết Phan Văn Anh Vũ tại mẫu so sánh do cùng một người ký và viết ra. Tài sản sai phạm liên quan đến Vũ Nhôm được xử lý ra sao? Điều nhiều người quan tâm là tài sản liên quan đến sai phạm của Vũ Nhôm sẽ được xử lý như thế nào? Liệu có thu lại được? Liên quan vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư thành phố Đà Nẵng, đã chính thức lên tiếng. Thời gian qua, Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ Nhôm phạm tội, được dư luận quan tâm. Ngày 27 tháng 11, Vũ Nhôm cùng 25 đồng phạm bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, và điều nhiều người quan tâm là số tài sản của Vũ Nhôm sai phạm mà có sẽ được xử lý như thế nào. Cùng ngày, cử tri Đặng Vân, quận Hải Châu cho rằng liên quan đến Vũ Nhôm, thời gian qua nhiều cán bộ, lãnh đạo, cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật, thậm chí khởi tố. Tuy nhiên, tài sản bất minh liên quan đến Vũ Nhôm cũng như những người này chưa được thu hồi. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Quang Nga, quận Thanh Khê nhận định nếu không thu hồi được tài sản bất minh thì việc phòng chống tham nhũng vẫn chưa hoàn thành. Liên quan đến vấn đề này, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư thành phố Đà Nẵng cho biết, cuối 2017 đã có văn bản thông báo tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản
liên quan đến Vũ Nhôm. Đầu tháng 11 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Tư pháp phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch đối với tài sản sở hữu của các cá nhân liên quan đến vụ án của Vũ Nhôm. Việc phong tỏa tài sản của các cá nhân này để phục vụ cho việc điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Cơ quan Trung ương đang tiến hành các bước để thu hồi tài sản liên quan đến bị cáo này, ông Nghĩa nhấn mạnh. Đồng thời, ông Nghĩa cho biết thêm về bến du thuyền ven sông Hàn liên quan đến Vũ Nhôm, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình đàm phán mua lại. Sau khi mua lại được, thành phố sẽ cải tạo lại để có thể trở thành nơi làm việc của Ban Quản lý Di tích lịch sử. Thành Điện Hải, Trung tâm Thông tin Du lịch. Bến du thuyền này sẽ được dùng cho mục đích công cộng. Vũ Nhôm khai có hai quốc tịch ba tên. Ngày 27 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Trong vụ án này, ngoài ông Trần Phương Bình sinh năm 1954, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đông Á Banh, Nguyễn Thị Kim Xuyến sinh năm 1958, Phó Tổng Giám đốc Đông Á Banh, Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và 23 bị cáo khác bị truy tố hai tội danh. Phiên tòa xét xử 26 bị cáo này dự kiến kéo dài đến ngày 25 tháng 12. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ cùng các đồng phạm được lực lượng tư pháp dẫn giải đến tòa lúc 6 giờ 30. Trong phần thủ tục, Phan Văn Anh Vũ khai nhận mình có hai quốc tịch. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ còn khai có thêm hai tên khác là Phan Văn Sáu và Trần Đài Vũ. Đến 9 giờ 20, hội đồng xét xử vẫn tiếp tục phần thủ tục thẩm tra lý lịch của các bị cáo. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị xét xử tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt 20 năm tù đến chung thân. Trong vụ án này, Ngân hàng Đông Á Banh được xác định là nguyên đơn dân sự. Ngoài 27 tổ chức thì có 306 cá nhân được triệu tập đến tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến năm 2014, để có tiền mua cổ phần DAB, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần Đông Á Banh. Để bù đắp số tiền thu khống, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn có nhiều hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho Đông Á Banh. Cáo trạng quy buộc ông Trần Phương Bình gây ra tổng thiệt hại của vụ án này là 3.608 tỷ đồng, bao gồm hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỷ đồng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng. Về hành vi của ông Phan Văn Anh Vũ, cáo trạng kết luận, ông Vũ đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của Đông Á Banh 203 tỷ đồng. Cáo trạng xác định năm 2013, Đông Á Banh bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ Đông Á Banh từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Ông Trần Phương Bình khai rằng hành động này để thu hút đầu tư vào Đông Á Banh, đưa Đông Á Banh qua giai đoạn khó khăn và để nâng cao thương hiệu, vị thế của Đông Á Banh. Ông Phan Văn Anh Vũ mua 60 triệu cổ phần Đông Á Banh với giá 600 tỷ đồng khi Đông Á Banh tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối tại Đông Á Banh. Tháng 8 năm 2015, ông Bình biết Đông Á Banh sẽ bị kiểm soát đặc biệt hơn 13,6 triệu cổ phần Đông Á Banh, đứng tên công ty vốn Anh Bình sẽ bị cấm chuyển nhượng. Do vậy, ngày 11 tháng 8 năm 2015, Bình bán hơn 13,6 triệu cổ phần Đông Á Banh cho Vũ với giá 136,5 tỷ đồng. Bình và Vũ thống nhất khi nào có tiền thì Vũ trả. Vũ đã trả vốn cho công ty An Bình 46 tỷ đồng, còn nợ 90,5 tỷ đồng. Ông Phan Văn Anh Vũ được xác định đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của Đông Á Banh 203 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền 13 triệu 400.000 USD và 90,5 tỷ đồng mua cổ phần Đông Á Banh để khắc phục hậu quả vụ án.